cho tất cả các bạn. Các bạn thân mến, mình đang ở đường Hoa, thành phố Sa Đéc. Năm nay thì xuất hiện một cái cây lạ lắm các bạn. Cái cây Macrocarpa Carpa. Cái cây này lạ quá. Anh ơi cho hỏi cây này cây gì ha anh? Cây Valencia đó. Valencia. Có lên đại hồi hôm qua. Vậy hả? Macrocarpa. Sao mà cái tên nghe cũng lạ lạ mà cũng lý thú ha. Cái cây này là dùng để làm gì anh? Để trị bệnh. Trị bệnh ha. Anh chủ rất là dễ thương các bạn. Trị bệnh tim mạch đồ đó chứ. Có vợ mà bệnh phụ nữ không, nó cũng vậy luôn phải không? Vậy đó hả? Vậy là cái cây này là có nhiều về cái công dụng. Indonesia ha. Tại nè các bạn ơi, cái trái nó nè vừa đỏ mà vừa xanh, đỏ là chín rồi nè. Ôi ôi thấy quá chừng. Chị tim mạch tiểu đường đồ ấy rồi. Tim mạch tiểu đường. Tại vì có TV á, hôm qua ta có lại đây quay. Em hấp rồi. Rồi cho nên cái này mới rồi người ta có ai cũng có dịch ra luôn. Mình đọc cũng là được chuẩn ha. Cái tên này. Để mình quay tổng quan nhỏ cho các bạn xem. Cao to luôn. Trời ơi cái cây này sai trái nè. Em quay cho các bạn xem nha, đắt tiền lắm. Đây. Chị rất là nhiều bệnh tim mạch rồi. Tiểu đường rồi bệnh phụ nữ vân vân. Theo lời ông chủ nói là Đồng Tháp có quay đó. Thấy ham quá. Vậy là mình mới biết được thêm một cái giống cây mới. Ồ, cảm thấy một cái cây mai. Quay cây mai này luôn. Những nụ mầm mới. Thành phố Sa Đéc đang rực rỡ, lúc nào cũng tư thế sẵn sàng để đón khách du lịch muôn phương đến thành phố Sa Đéc chiêm ngưỡng các loại cây kiểng, hoa kiểng, bonsai. Mà thấy cây này lạ quá các bạn. Các bạn có thấy cái này chưa nè? Đây nè, cái này cây nhỏ thôi. Cây nhỏ nhưng mà cũng có vỏ. Tức là đã có cái này. Để mình quay gần một trái cho các bạn xem nha. Mình thấy rụng để mình nhận trái. Đây nè các bạn, cái trái nè. Ôi thấy thương quá. Cái trái mà đó. Đẹp quá anh ha. Đẹp dễ thương quá. Bởi vì đây là nấu nước uống hả anh? Nấu nước. Chị tiểu đường, tim mạch, rồi phụ cố phụ nữ luôn. Dạ. Rồi nó chặn lại cái ung thư ngực luôn. Trời ơi, sao mà nó nhiều công dụng dữ vậy đó nè. Rồi đúng rồi. Quá chừng. Nó ở Indo á. Ừ, mà cái tên nó khó kêu quá anh á. Cái tên nó là Valencia. Valencia. Đó, ở đây nè. Rồi, mà rồi. Mình bấm cái này lên thì nó dịch ra tiếng Việt mình á. Là vương miện của Chúa. Vương miện của Chúa. Mà khi mình bấm vương miện của Chúa rồi á, vương miện của Chúa rồi thì nó lên toàn là ba cái mẫu vua không ạ. Vậy là năm nay có cái loại cây mới này nè, mấy năm trước không thấy. Có mà tại ủ. Valencia. Thấy ham quá. Cái giá chắc đắt lắm anh ha. Này là 10 triệu. Là không bớt đồng nào. Chỉ là 40. Cái loại cây mới nè các bạn ơi. Rất là đẹp. Cảm ơn anh chủ dễ thương nha. Rồi. Đó.
mình đi dài dài đây. Quên. Đây, cúc thọ hương. Mùa xuân thắm tươi trên quê hương bừng sáng. Quá trường đẹp. Rồi mình đi quay nguyên cái đoạn mai này cho các bạn xem cái này. Còn gì đẹp hơn khi mùa xuân lại đến. Quá sai bông. Năm nay mai quá trúng. Trúng bông nè. Rồi trúng thời điểm. Xanh cây luôn nè các bạn. Cảnh đẹp quá sai vòng. Quá đẹp. Đẹp hơn khi lời xuân hẹn ước.